Thưa quý vị, việc xuất hiện rắn trên máy bay là tình huống hy hữu nhưng có thể xảy ra. Và thực tế đã xuất hiện một con rắn trên khoang hành lý của chuyến bay VJ162 từ Tân Sơn Nhất đi Hà Nội Bài thuộc hãng hàng không Vietjet. Sự việc xảy ra vào chiều hôm qua 7 tháng 6 khiến cho hãng phải đưa khách quay trở lại nhà ga, sắp xếp lại hành trình trên tàu bay khác. Cục Hàng không Việt Nam cho biết đây là loại rắn cảnh, không phải rắn độc. Kích thước con rắn là khoảng 20 cm. Con rắn do một nam hành khách để trong hành lý xách tay đưa lên máy bay. Máy bay chuẩn bị cất cánh thì rắn chui ra. Hiện Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các bên liên quan báo cáo làm rõ sự việc, lập tổ xác minh để đưa ra hình thức xử lý. Theo quy định, tất cả hành lý xách tay và hành khách phải qua khâu an ninh soi chiếu. Tất cả vật dụng đều được quét qua máy soi. Vật dụng hữu cơ hoặc là vô cơ sẽ hiển thị rõ trên màn hình. Do đó, từ các con vật hành khách cố tình giấu như là chim, cá hoặc là dao kéo thì đều hiện nguyên hình khi qua máy soi. Một lãnh đạo Trung tâm An ninh Hàng không Tân Sơn Nhất cho biết đang kiểm tra lại quy trình và sẽ phản hồi sau.